Ngày 11 tháng 12, tại khu vực dinh thự Hoàng A Tưởng, lễ hội mùa đông Bắc Hà đã mở màn với hàng loạt hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự. Đây cũng là hoạt động nhằm kích cầu và thu hút khách du lịch đến với Bắc Hà. Lễ hội mùa đông Bắc Hà năm nay với chủ đề Vũ điệu cao nguyên trắng đã diễn ra các hoạt động chính như lễ hội hoa hồng, hội thi ẩm thực với chủ đề mâm cơm Bắc Hà, trình diễn nghề thủ công truyền thống, trao giải cuộc thi ảnh đẹp Bắc Hà, chương trình trình diễn đua ngựa chào mừng lễ hội đua ngựa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân tới Bắc Hà là hình ảnh hoa hồng ngập tràn tại dinh thự Hoàng A Tưởng. Du khách vô cùng thích thú khi đắm mình trong không gian vừa cổ kính nhưng cũng đầy lãng mạn. Trước khi vào khu vực lễ hội, tất cả các du khách sẽ được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay khử khuẩn. Trên tinh thần đó, các hoạt động trong lễ hội đã được công bố quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp quý vị và tất cả các bạn, chúng ta cùng đến với lễ này. Kính thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại sân vận động trung tâm thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, nơi đang diễn ra chương trình trình diễn đua ngựa nằm trong khuôn khổ lễ hội mùa đông Bắc Hà năm 2021. Lễ hội năm nay có chủ đề Vũ điệu cao nguyên trắng năm 2021. Và đây là lần thứ hai Bắc Hà tổ chức lễ hội mùa đông nhằm hình thành các sản phẩm và phong phú thêm các sản phẩm du lịch, góp phần phát triển du lịch, thu hút khách du lịch, đồng thời là từng bước phục hồi ngành du lịch trên địa bàn huyện. Cháu chào chú ạ. Vâng. Chú ơi, mình đến từ đâu đây ạ? Chúng tôi đến từ Hà Nội. Chú đến đây cùng ai ạ? Chúng tôi đến một đoàn gồm 10 anh chị em. Và chúng tôi đã nghe tin về cái lễ hội đua ngựa ở Bắc Hà này từ rất lâu rồi. Nhưng lần này chúng tôi mới có dịp đến đúng cái lễ hội mùa đông và đến dự cái lễ hội đua ngựa của Bắc Hà. Khi mà chú đến đây thì chú thấy không khí cũng như con người ở đây như nào ạ? Ở Bắc Hà thì chúng tôi cũng thấy rằng là thế này, không khí ở Bắc Hà rất là trong lành và nó rất là phù hợp cho một cái mùa lễ hội. Người dân Bắc Hà rất là nhiệt tình và quý khách. Và chúng tôi cũng thấy rằng là cái cuộc sống ở Bắc Hà rất yên bình và nó thể hiện một cái bản sắc riêng. Chú đã đến Bắc Hà bao nhiêu lần rồi ạ? Tôi đến Bắc Hà cũng ít thôi, 5-7 lần thôi. Nhưng mà cũng nói chung là các cái xã của Bắc Hà tôi cũng đi nhiều rồi. Vậy thì chú ấn tượng nhất với những cái nét văn hóa nào của Bắc Hà? Trước hết là chúng tôi thấy rằng là mỗi cái dân tộc ở Bắc Hà có một cái nét văn hóa riêng rất là đặc sắc. Mà nó chưa hề bị pha trộn. Và những cái nét văn hóa đó ấy, nó rất là đáng quý. Mà có thể trở thành những cái gọi là sản phẩm dịch vụ du lịch. Chú đã đến Bắc Hà 5-7 lần rồi. Vậy thì chắc hẳn là chú cũng đã xem đua ngựa ở Bắc Hà rồi đúng không? Chưa, đây là lần đầu tiên chúng tôi xem đua ngựa ở Bắc Hà. Vậy thì chú vừa được xem một vài màn trình diễn của các nài ngựa rồi. Thì chú thấy màn trình diễn này như thế nào ạ? Thực sự là đây là một cuộc đua rất là hấp dẫn. Và nó mang cái tính rất là đặc biệt. Vì ở đây là những cái người đua ngựa lại là chính cái người của các cái dân tộc ở Bắc Hà. Và đồng thời ấy, cái đua ngựa ở Bắc Hà nó có một cái đặc biệt là tôi thấy rằng là không hề có yên ngựa mà mọi người đua ngựa như là một cái cuộc đua dân dã bình thường của cái người dân thôi. Và từ đó nó cuốn hút cũng như là nó tạo ra cái sự khác biệt so với lại các cái cuộc đua ngựa ở các cái nơi khác trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Cháu cảm ơn chú và hy vọng là một ngày nào đó sẽ được gặp lại chú ở đất Bắc Hà và chú sẽ có thật nhiều những trải nghiệm ở đây ạ. Vâng, chúng tôi cũng hy vọng rằng Bắc Hà sẽ vươn lên và trở thành một trong những cái địa điểm du lịch nổi tiếng không những của Lào Cai mà có thể là một cái điểm đến đỏ trên cái hành trình văn hóa cũng như là cái hành trình thu hút khách du lịch của Việt Nam. Và vị trí thứ 3 đó là 70 đến từ bản phố Vàng Xe Chua. Vâng, ba kỳ mã và các đồng đội chúng ta vẫn đang thi đấu rất ngoan cường. Giải đua có sự tham gia của 16 nài ngựa đến từ các xã Na Hối, Ta Trải, Bản Phố và Thải Giang Phố.
mặc dù lượng khán giả không đông như lễ hội đua ngựa hàng năm, nhưng mọi người ở sân vận động vẫn cảm nhận được không khí náo nhiệt của lễ hội sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Nếu những ai đã từng đến với lễ hội đua ngựa truyền thống của Bắc Hà, thì chắc hẳn đã rất quen thuộc với cái tên Vàng Văn Cương hay Vàng Văn Quyết. Các kỵ sĩ trên đất người Mông đã cùng nhau làm nên những cuộc đua kịch tính, hấp dẫn, cống hiến cho khán giả những màn rượt đuổi không thể rời mắt. 16 nài ngựa được chia làm 4 lượt đua, chọn 4 nài ngựa có thành tích xuất sắc nhất vào thi đấu chung kết ở cự ly 1.500m. Ở lượt chung kết, khán giả được mãn nhãn với những pha bám đuổi đến nghẹt thở. Và vòng thi đấu quan trọng nhất trong đây vừa đầu năm nay cũng đã bắt đầu, và như vậy là 4 kỳ sĩ của chúng ta cũng đã bắt đầu tăng tốc, chưa có một sự khác biệt. Vâng, thưa các bạn, đây là cái niềm chờ đợi của chúng ta trong vòng chung kết này. Ai sẽ là nhà đưa tin vô địch của năm 2021? Vâng, đúng là càng vào trận vòng trong thì chất lượng càng cao, và như vậy thì đã có top 3 cuộc đua tam mã, và sự bám đuổi ở vị trí sau cùng cũng không sao, chừng khoảng tới 7m thôi. Rất kịch tính. Vâng, khoảng cách vị trí thứ nhất thế này có lẽ là chỉ chừng khoảng 3m thôi. Vẫn là top 3 đang dẫn đầu. Ở lượt đua chung kết này thì thưa các bạn là với cự ly 1.500m. Vâng, số 72 đang tạm dẫn đầu, trước đó là 85 và 92. 72 vàng xeo khoáng của bản phố đang tạm thời dẫn đầu. Sau màn tranh tài đẹp mắt, nai ngựa Giàng Xeo Vư đến từ xã Thải Giàng Phố đã ngoạn mục cán đích và giành giải nhất. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng 92 đã cán đích đầu tiên. Xin chúc mừng Giàng Xeo Vư. Trên fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai, các khán giả cũng được chứng kiến màn so tài của các nài ngựa thông qua livestream và bày tỏ sự hào hứng với giải đua. Nhiều du khách cho rằng đây chính là điểm nhấn của lễ hội Múa Đông Bắc Hà năm 2021, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc địa phương, quảng bá hình ảnh Bắc Hà tới bạn bè khắp mọi miền Tổ quốc. Không chỉ có giải đua ngựa, Bắc Hà là điểm đến hấp dẫn với nét ẩm thực không đâu có được. Nhắc đến ẩm thực Bắc Hà, nhiều du khách sẽ nghĩ ngay tới phở chua, thắng cố hay xôi bảy màu. Thế nhưng, khi bước chân vào các gian hàng ẩm thực tại lễ hội, mới thấy rằng các món ăn ở đây thật phong phú và độc đáo. Tất cả đều do chính tay bà con chế biến và bày biện vô cùng hấp dẫn. Đây cũng chính là những món ăn tham gia hội thi ẩm thực mâm cơm Bắc Hà nằm trong lễ hội Múa Đông. Hội thi ẩm thực có sự góp mặt của 10 đội đến từ 10 xã, thị trấn. Các đội trải qua 2 phần thi gồm chế biến và thuyết trình. Mỗi đội sẽ có thời gian 90 phút chế biến các món ăn và bày lên mâm cỗ. Thời gian phần thuyết trình là 5 phút. Các món ăn được chế biến từ những sản vật địa phương mang đặc trưng gắn với từng dân tộc và khu vực trên địa bàn. Tại đêm khai mạc lễ hội Múa Đông năm 2021, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công bố quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận lễ hội đua ngựa Bắc Hà, nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục người Mông Hoa là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đồn Bắc Hà. Đây là năm thứ 2 Bắc Hà tổ chức lễ hội Múa Đông nhằm kích cầu và thu hút khách du lịch sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Lễ hội Múa Đông Bắc Hà đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc địa phương, khơi dậy, giữ gìn và phát huy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đưa cao nguyên trắng Bắc Hà trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn.